Xin kính chào các quý vị khán giả. Chào mừng các quý vị đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video ngày hôm nay, kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến với quý vị một mẫu chùm tinh thể thạch anh trắng đá nguyên bản tự nhiên. Đây nó có khá nhiều cái tinh thể bị mẻ một chút do trong quá trình khai thác. Rất nhiều các tinh thể nó khá dài. Cái này còn nguyên vẹn. Đạt độ trong hình như pha lê nha quý vị nhé. Tinh thể. Quay từ trên xuống dưới các quý vị thấy nó rõ hơn. Bụi này thì có cái chiều ngang này, nó là 20 cm. Và khối lượng của đá nặng là 1,2 kg. Và hiện cái mẫu thạch anh này tôi đang giao lưu cùng với quý vị khán giả với giá là 230.000 đồng. Nếu quý vị nào yêu thích muốn sở hữu, chỉ việc để lại thông tin về địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ gửi bưu điện ship hàng đến tận nhà cho các quý vị. Về giao dịch thì có hai hình thức, nếu quý vị chuyển khoản trước thì tôi sẽ ưu tiên bao ship trong phạm vi toàn quốc. Còn nếu quý vị không có điều kiện để chuyển khoản thì tôi sẽ nhờ bên bưu điện thu hộ. Tuy nhiên thì khi đó quý vị chịu giúp cho tôi cái phí vận chuyển hàng. Cam kết là hàng thạch anh chuẩn thiên nhiên tự nhiên, đá nguyên bản nguyên zin, không hề gắn ghép, chưa hề mài rũa gì cả. Nếu quý vị nào phát hiện không phải là đá chuẩn thiên nhiên tự nhiên hoặc là hàng có gắn ghép thì tôi xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định đối với sản phẩm. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên theo dõi được các cái video mới nhất mà kênh của tôi hàng ngày sẽ giới thiệu đến với các quý vị. Tất cả các sản phẩm bên tôi bán đều là đá phong thủy chuẩn thiên nhiên tự nhiên. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và đừng quên bấm đăng ký kênh Đá Phong Thủy để thường xuyên theo dõi được các video mới nhất. Còn nếu có nhu cầu mua hàng thì quý vị hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Có thể gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo cho tôi cũng được. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.